chào quý vị các bạn, rất vui được chào đón quý vị trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, mới bắt đầu vào hè mà trong 3 ngày qua, tình trạng nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng và bao phủ hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc và cả khu vực từ Thanh Hóa tới tận Quảng Ngãi với mức nhiệt độ phổ biến là từ 35 cho đến 38 độ. Thời điểm nắng chói chang, khô rát nhất là trong khoảng từ 12 đến 16 giờ, nên có nơi nhiệt độ còn xấp xỉ mức 39-40 độ, đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân. Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, thì nắng nóng diện rộng sẽ duy trì đến hết ngày hôm nay, 11 tháng 4. Tuy nhiên, cường độ sẽ bớt gay gắt hơn, với mức nhiệt độ cao nhất ngày dao động là từ 35 cho đến 37 độ, có nơi còn xấp xỉ 39 độ, trời hầu như không mưa. Trong khi đó, thì các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp hơn chỉ từ 30 đến 33 độ. Và trong khoảng đêm nay, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ lại có sự chuyển biến đáng kể khi có sự tác động của khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, khiến mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong giai đoạn chuyển mùa như là tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh, nên người dân sinh sống ở trên khu vực cần phải hết sức chú ý đề phòng. Cùng chung xu thế với các tỉnh thành miền Bắc, trong ngày hôm nay, nắng nóng cũng tiếp tục duy trì tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Bình Định và Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất là trên 35 độ, xuất hiện trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Trong đó thì vùng núi phía Tây của khu vực vẫn có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ 37 cho đến 39 độ. Nên khi lưu thông trong thời điểm này, quý vị cần phải chú ý mặc áo chống nắng và che ô dù, không nên làm việc quá lâu ngoài trời để tránh bị cảm nắng. Trong khi đó, ở khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận, mặc dù trời không có mưa nhưng mà mức nhiệt độ trưa chiều lại ổn định và chỉ dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Và theo nhận định của các chuyên gia, thì đợt nắng nóng trên diện rộng tại các tỉnh thành Bắc và Trung Trung Bộ cũng chỉ kéo dài trong nốt ngày hôm nay và sẽ chấm dứt hoàn toàn từ ngày mai 12 tháng 4 khi mà khối không khí lạnh lục địa dồn xuống. Đới gió Đông Bắc ở tầng thấp sẽ kết hợp với địa hình gây mưa nhỏ cho khu vực, nên nhiệt độ theo đó cũng sẽ giảm nhanh. Với các tỉnh thành phía Nam ở tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam thổi yếu, nên trời có mây thay đổi và hầu như không mưa, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh thành phía Nam lên cao từ 33 cho đến 37 độ. Nắng nóng cục bộ duy trì tại vùng cao nguyên và nhiều nơi thuộc khu vực miền Đông của Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày là từ 35 cho đến 37 độ. Cuối cùng như thường lệ là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, ngày hôm nay do vẫn chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây, nên ở vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1, nên các tàu thuyền cần phải chú ý khi hoạt động ở trên khu vực biển này. Từ ngày mai 12 tháng 4, thì không khí lạnh yếu từ phương Bắc sẽ tràn xuống, nên gió sẽ chuyển hướng đông đến đông bắc. Còn với khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, đều có gió Đông Nam đến Nam chủ yếu ở mức cấp 3, cấp 4. Mưa vài nơi với lượng không nhiều, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.